Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Phan Hoa Lamoke. Và chủ đề ngày hôm nay Hoa muốn chia sẻ cho bạn đó chính là các biện pháp chống nắng dành cho da. Hiện nay thì việc chống nắng rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta chống nắng tốt thì sẽ ngăn ngừa được sự nạo hoa da. Cái thứ hai nữa chính là ngăn ngừa nám, sạm, tàn nhang. Và tiếp theo nữa nó là giúp cho cái cơ thể bảo vệ khỏi các cái căn bệnh như là viêm da hay là vẩy nến hay là dị ứng. Bởi vì hiện nay thì với cái thời tiết rất là oi ả như hiện nay thì với ánh nắng mặt trời thì nó lại chiếu ra ba cái loại tia, đó là tia UVA, UVB và UVC. Thì UVC thì đã bị mây cản lại rồi, thì còn tia UVA và UVB. Thì tia UVA ấy, thì bức sóng ngắn nhưng mạnh. Và chính vì vậy thì khi mà chúng ta đi ra ngoài đường ấy, chúng ta không che chắn cẩn thận ấy, thì có thể là gây cái hiện tượng là cháy da ngay lập tức. Đấy, thì một trong những cái biện pháp đầu tiên mà chúng ta sử dụng để chống nắng đó chính là dùng các cái mũ này, hay là chúng ta dùng khẩu trang này, hay là chúng ta dùng cái quần áo để chúng ta che chắn cẩn thận. Thì cái biện pháp thứ nhất gọi là dùng những cái đồ dùng để chúng ta che chắn. Đấy, và cái tương tự ở tia UVA thì làm bức sóng dài nhưng ngắn, và nó có ở nhiệt độ đường này, nhiệt độ máy tính này, hay là nhiệt độ khi đun nấu. Và chính vì vậy thì ngay cả khi mà chúng ta ngồi ở trong phòng chúng ta làm việc thôi đấy, thì nó cũng vẫn bị cái tia UVA này đấy, và nó vẫn là cho hiện tượng sạm, nám, tàn nhang đấy. Cho nên chính vì vậy thì là chúng ta hoàn toàn là chúng ta phải bôi một cái lớp kem chống nắng. Đấy, thì biện pháp thứ hai đó chính là chúng ta hãy sử dụng các loại kem chống nắng. Thì đi ra ngoài đường thì chúng ta hãy sử dụng cái loại kem chống nắng mà có mích, có thành phần mích, để làm sao mà nó tạo ra một cái lớp phản quang chống lại cái tia ánh nắng mặt trời. Đấy, còn trong phòng thì chúng ta nên sử dụng những cái loại mà có cái thành phần, ví dụ như là thành phần BA, cái chỉ số BA để cộng thì càng tốt. Bởi vì như vậy thì là cái chỉ số chống cái tia UVA rất là lớn, và như vậy thì chúng ta cũng rất là an toàn. Còn nếu mà bây giờ ấy, thì chúng ta nên lựa chọn những cái loại kem chống nắng làm sao mà có cả chỉ số SPF và chỉ số BA, để làm sao chúng ta chống lại cả tia UVA, chống lại cả tia UVB nhé. Đấy. Tiếp theo nữa là có một cái biện pháp nữa là mọi người sẽ sử dụng các cái loại sản phẩm uống để chống nắng. Đấy, tuy nhiên thì là đối với các sản phẩm uống để chống nắng thì chúng ta cầu kỳ hơn, đó chính là trước khi đi ra ngoài đường thì chúng ta phải uống các cái sản phẩm để giúp cho cái việc chống nắng được hiệu quả, đúng không ạ? Đấy, thì ngoài ra thì đối với cái việc chống nắng thì chúng ta cũng nên là chúng ta ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều hoa quả, uống nhiều nước, và chúng ta hãy nhớ là chúng ta che chắn cẩn thận nhé. Đấy, bởi vì hiện nay cái việc che chắn cẩn thận nó rất là quan trọng, bởi vì nếu không thì cái tình trạng nạo hoa da diễn ra rất là sớm, không phải là 2 năm tuổi đâu, có khi nó còn diễn ra rất là sớm hơn. Đấy, chính vì vậy cho nên tất cả những cái chị em nào đã xem được video này thì chúng ta hãy làm sao chúng ta hãy chăm sóc da bằng cái việc mà chúng ta hãy chống nắng, để làm sao mà chúng ta giúp cho da của chúng ta khỏe, bảo vệ da của chúng ta khỏi những cái tia ánh nắng mặt trời, khỏi những cái tia có trong nhiệt độ đường, hay chúng ta khi đun nấu chúng ta hạn chế sử dụng điện thoại để tránh những cái tia UVA nó ảnh hưởng đến trực tiếp cái làn da của chúng ta. Đấy, các bạn mà thấy video này hay thì các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ, các bạn like, các bạn chia sẻ, các bạn comment một cái điều gì đó xuống video này, hoặc các bạn có những cái vấn đề liên quan đến da, vấn đề liên quan đến mụn nám, hoàn toàn các bạn có thể là gọi điện trực tiếp qua số điện thoại đó chính là 0971035507, hay là kết bạn với Hoa qua Zalo đó chính là 0909537868 để được giải đáp tất cả những cái vấn đề về da, về chăm sóc da, cũng như là các cái vấn đề về kinh doanh. Đấy, thì một lần nữa xin chúc tất cả các bạn luôn xinh đẹp, thành công và hạnh phúc. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của Phan Hoa Lamoke để làm sao chúng ta cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn tại các video tiếp theo. Xin chào.